Thân chào quý khán giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 15 tháng 7, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Thành tâm cầu nguyện, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Côlôse chương 4 câu 2 đến hết câu 6, câu 12 đến hết câu 13. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Côlôse chương 4 từ câu 2 đến hết câu 6, từ câu 12 đến hết câu 13. Bản truyền thống hiệu đính. Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoài và tận dụng thì giờ. Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người. Ephebra, người đồng hương với anh em, một đầy tớ của Đấng Christ Jesus, chào thăm anh em. Anh ấy còn vì anh em chiến đấu trong sự cầu nguyện, để anh em trở nên trọn vẹn và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho anh ấy rằng, anh ấy đã làm việc khó nhọc vì anh em và vì những người ở Laodice và Hierapoli. Câu gốc hôm nay được chép trong Côlôse chương 4 câu 2. Hãy thành tâm cầu nguyện. Cụ bà nói, tôi đã cầu nguyện cho cậu suốt 50 năm nay. Louis, bạn tôi nhìn vào mắt bà cụ với lòng biết ơn sâu sắc. Anh đang đến thăm ngôi làng ở Bulgaria, là quê hương của anh, mặc dù ông đã rời làng ở độ tuổi thiếu niên. Cụ bà này là người tin Chúa Giêsu, sống cạnh nhà ông bà nội của anh. Bà bắt đầu cầu nguyện cho Lô ngay khi nghe anh chào đời tại một lục địa khác. Bấy giờ, hơn nửa thế kỷ sau, anh đến thăm ngôi làng ở trên đường đi công tác. Tại đó, anh đã chia sẻ với một nhóm người về đức tin của mình. Gần 30 tuổi, Lô mới tin nhận Chúa. Và lúc cụ bà này đến tìm anh sau khi nghe về những lời chia sẻ ấy, anh đã tự hỏi rằng phải chăng những lời cầu nguyện kiên trì của bà đã góp phần đưa anh đến với đức tin. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được toàn bộ sức ảnh hưởng của những lời mình cầu nguyện khi còn ở trên đất này. Nhưng Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Phaolô viết những lời đó cho các tín hữu ở thành Côlôse và nhờ họ cầu thay cho ông để Chúa mở cửa cho sứ điệp của ông tại bất cứ nơi nào ông đi đến. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tôi không có ân tứ cầu nguyện, nhưng trong số tất cả những ân tứ thuộc linh được liệt kê trong Kinh Thánh, cầu nguyện không được nhắc đến. Có lẽ Chúa mong muốn mỗi người chúng ta đều thành tâm cầu nguyện để kinh nghiệm những việc chỉ có Ngài mới có thể làm được. Bạn được hưởng phước như thế nào nhờ lời cầu nguyện của người khác? Hôm nay bạn đang cầu thay cho ai? Giờ này chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Cha, cảm ơn Cha đã luôn lắng nghe con. Xin giúp con trân trọng cơ hội được trò chuyện với Ngài và cầu thay cho người khác mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé.
Và cũng đừng quên giữ kết nối với UDB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.